Gate bara sam gate bodhi swaha. Con thỉnh đại chúng ngồi yên tĩnh một chút. Mình không có khái niệm là thiền, ngồi thở gì hết trơn, chứ đơn thuần là ngồi yên vậy đó, ngồi cho yên thôi. Con nói thế này phía sau nghe rõ không? Dạ. Mình ngồi chơi với cơ thể này một chút thôi. Mình đã từng vô chùa và thấy chú tiểu. Mình đã từng đi ngang qua đường và lắng nghe tiếng chuông chùa vang vọng. Mình đã từng một lần muốn trở về và thôi không bôn ba và để nghỉ ngơi. Mình cũng tính thôi, không giận, không hờn người mình thương nữa. Nhưng rồi đâu vào đó, vẫn lớn tiếng, nóng nảy, phản ứng, vẫn nặng lời, vẫn khó chịu, vẫn bao nhiêu lần dường như muốn vượt lên trên giới hạn nghiệp lực của mình, vậy mà đâu nó lại vào đó. Và vào chùa tu 3 bữa thôi, chứ ở luôn là không được, nó sẽ chán. Một ngày thôi, chứ ở nhiều nó sẽ buồn, nó sẽ nhớ ngoài kia. Và chưa đi khóa thiền thì ta ao ước, nhưng khi đi khóa thiền ngồi 1 tiếng đồng hồ ta cũng ao ước. Nhưng ngồi 1 tiếng thì ta ao ước gì biết không? Ao ước cái này nè, ao ước tiếng chuông nó cất lên. Đức Phật ngày xưa vô trong rừng ngồi nguyên như vậy, năm này tháng nọ, ngày này ngày kia, dù nắng dù mưa, dù đói dù lạnh, vẫn ở trong đó. Như vậy là phải có một cái điều gì đó khiến cho Ngài quyết tâm đi khỏi cái cung vàng địa ngục, cái vợ đẹp con ngoan, cái cao lương mỹ vị, quyền vương chức tước đó. Và rừng núi nó có một cái gì đó khiến cho Ngài phải ở lại trong đó, mà Ngài thấy dễ chịu hơn là ở nơi phồn hoa phú quý. Như vậy thì trong lòng của Ngài đó, nó phải có một cái năng lượng tương ứng với rừng. Tức là tâm của Ngài phải là tâm rừng, chứ không phải là rừng rú nha. Rừng ở đây là tự nhiên, là tĩnh lặng. Còn nơi phồn hoa phú quý, đô thị ồn ào, nơi đó không tự nhiên mà là tạo tác. Nơi đó ai mà ở mà cảm thấy vui, mà vui với cái tạo tác ấy, thì chỉ có là người phàm phu nghiệp lực giống như chúng ta. Như vậy cái nơi mà mình ở mà mình thích ấy, nó nói lên con người của mình là ai. Tức là bây giờ mình ngồi xuống, mình thấy 5-10 phút là bắt đầu nó khó chịu, nó rộn ràng, tâm nó không được như ý. Tâm này vô rừng mình ngồi cả ngày nổi không? Nổi không? Không. Bởi vì cái tâm rộn ràng thì cái nơi yên tĩnh là một sự cô đơn vô cùng tận. Cái tâm mà rộn ràng đóng cửa lại trong 4 bức tường thì cực kỳ là hiu quạnh, vô vị và nhạt nhẽo đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Nên cái tiếng ồn xung quanh của người thương, kẻ ghét, của tạo tác, của cải, được mất, gia đình, con cái, vợ chồng, của thế gian pháp, tiếng ồn xe cộ vui buồn, xe cộ bên ngoài kia đấy, vui buồn trong tâm tư của mình, tiếng ồn đó nó mới thích hợp với cái lòng vốn đầy nghiệp lực của mình. Cho nên về mình ngồi xuống là những cái tiếng ồn bên ngoài kia không còn nữa, vợ chồng không còn, tiền bạc không còn, tương lai không còn, quá khứ không còn. Nhưng mà cái thói quen xưa nay mình chạy với nó vẫn còn. Cho nên mình ngồi xuống 10-15 phút rất khó, vô cùng khó, để cho nó làm quen với cái thứ mà tĩnh lặng, không có tiếng ồn. Không có tiếng ồn ở bên ngoài, không có nỗi lo ở bên trong. Ngồi xuống thì tâm này nó sẽ tạo ra tiếng ồn. Tâm này nó sẽ đi tìm kiếm tiếng ồn. Thế đang ngồi yên vậy đó, có người nào đó mình để cái điện thoại lên reo 2-3 lần là biết. Cái người đó sẽ biết tay. Những người xung quanh khó chịu hay dễ chịu? Khó chịu. Khi không có tiếng ồn bên ngoài á, khi không có tiếng điện thoại reo á, thì cái lưng nó đau, cái chân nó nhức, cái đầu gối nó mỏi, nó tê, một lát nó hết cảm giác luôn. Thì lúc này cái thân nó sẽ làm cho mình khó chịu. Và khi nó khó chịu cái ngồi á, cửa nhích, cửa sợ người ta thấy mở mắt con đậu con bay nữa. Tâm của mình đó khó chịu. Từ bên ngoài kia là bước thứ nhất mình khó chịu. Khi ngồi xuống cái thân bắt đầu 5 phút, 10 phút. Xưa nay nó không ngồi, bây giờ ngồi xuống nó nóng. Xưa nay nó không có ngồi lâu như vậy, mà ngồi xuống có gì đó nó làm. Vậy ngồi xuống có gì nó làm. Cái thói quen ngồi yên thì nó chưa bao giờ làm. Cho nên tạo tác vốn là thói quen của mình. Cho nên ngồi xuống không có gì tạo tác, thứ này mình chưa bao giờ quen. Cho nên ngồi xuống biết sao nó bức bách, nó khó chịu, ngứa ngáy, nó cựa quậy, nó giống như là bị uống thuốc vậy đó. Và chúng ta sẽ để ý cái thân này. Khi đang ngồi vậy cái tiếng điện thoại reo mình khó chịu, thì không có tiếng điện thoại reo thì thân này nó đau, nó nhức, nó khó chịu. Nhưng mà mới ngồi xuống thì thân này chưa đau chưa nhức, không có khó chịu, thân yên tĩnh bên ngoài. Thì cái gì? Thì cái gì nổi lên? Cái gì? Vọng tưởng suy nghĩ nó làm mình khó chịu, phải không? Nó đến miết, nó đến miết. Từ tuần trước tới giờ vẫn còn, năm trước tới giờ vẫn còn, hôm qua tới giờ vẫn còn, sáng giờ còn. Hết cái chuyện quá khứ rồi cái bắt đầu chuyện gì? Tương lai. Chiều nay nghe nói thầy Ngộ Phương chiều nay dẫn ra biển, biển Vũng Tàu sao ha? Mình đi thiền biển thì sao ta? Mình đi thiền hành dưới biển là sao ha? Mình ngắm hoàng hôn biển, wow. Ngồi nó tưởng nguyên một tiếng chuông. Ồ, hết rồi, biển, biển gì? Có hai trạng thái mình ngồi thiền khá lâu. Một là tâm cực kỳ yên tĩnh và hỷ lạc nhưng chánh niệm tĩnh. Hai là ngồi tưởng tượng bởi cái lạc, do mình có cái tưởng mạnh về cái thứ chuẩn bị diễn ra. Ngồi và thỏa mãn với cái suy tưởng trong lòng, hoặc là cái việc thiện gì đó mình làm, hoặc là nghĩ tới một cái điều gì đó mình nghĩ là tốt đẹp, hoặc là công đức gì đó mình đã tạo khiến cho mình cảm thấy hài lòng. Và mình ngồi thỏa mãn với cái điều đó, hưởng thụ cái công đức lành mà mình đã tạo tác. Ngồi 2 tiếng cũng được, tưởng là ngồi thiền, không, ngồi hưởng thụ cái sự bình yên. Nó khỏe. Nhiều khi bị phiền quá, đóng cửa ngồi wow, giải thoát. Nhưng mà không phải thiền. Ví dụ như bị phiền quá cái đóng cửa ngồi, mở tivi lên coi, thì mở cái tivi là coi suy tưởng của người khác chạy vô trong đầu mình, hoặc là đóng cái tivi kia, mở tivi lên trán mình ngồi suy tưởng, vẫn là hai cái tivi giống nhau. Nhưng cái điều cái tivi bên ngoài kia thì mình cầm cái điều khiển, mình bật chương trình mình muốn được. Còn cái tivi ở trong đầu mình để cái điều khiển tay của ai á, cho nên ngồi xuống nó bật, nó tự động mà mình không biết cái chương trình gì đang chạy vậy ta, mình không bật mà sao nó chạy. Thiền tức là mình bắt đầu cầm cái điều khiển trên tay của mình, ngồi xuống và mình bật cái chương trình mình muốn. Mình để bật được chương trình mình muốn thì buộc người đó phải có một khả năng định tâm cực kỳ đặc biệt. Bây giờ đại chúng thử nghe một tiếng chuông từ lúc con thỉnh cho đến cuối cái tiếng chuông, coi thử tâm mình có một ý niệm nào nó xuất hiện trong lòng không nha. Chỉ cần 30 giây của một tiếng chuông thôi. Và trong 30 giây đó đừng có nghĩ tới con khỉ, đừng có nghĩ tới hình ảnh của con khỉ trong khi con thỉnh tiếng chuông, đến khi kết thúc tiếng chuông. Và thỉnh đại chúng nhắm mắt lại, đừng có nghĩ tới con khỉ, chỉ có tiếng chuông thôi. Trong tâm ta có gì? Tiếng chuông với con khỉ, hoặc người nào định tốt chỉ có tiếng chuông, nhưng cái vấn vương của cái âm thanh con khỉ nó còn đó. Tức là cái tâm mình nó muốn rút cái rẹt vô một cái, nó không thể làm được, nó vẫn còn ở trong cái suy tư thôi, nó chưa đóng khung được. Giống như cái lúc mình ngủ mà cái người bên cạnh nói mà mình không nghe, nếu nói nhỏ về cái âm thanh đó, thì lúc đó chỉ có mình thôi. Chứ dù bên ngoài cái chuyện xảy ra, mình đóng hết các căn rồi, giờ cái chuyện xảy ra nó cũng như không đối với mình. Giống như cái người bên cạnh họ ngủ, họ mơ câu chuyện rất thật trong lòng họ, mình không có thấy gì hết trơn. Chưa có khả năng đó. Nó vẫn ngồi đây, nó vẫn tỉnh. Cho nên cái gì mới vừa diễn ra, cái khoảnh khắc phía trước á, là cái tâm nó ghi dấu ấn lại liền. Mà khi cái tâm nó ghi dấu ấn lại thì cái gì đang diễn ra trong hiện tại một cách trọn vẹn, tâm nó không thể có cơ hội quan sát được. Là nó bị cái quá khứ kéo tới, và nó che mất đi cái hiện tại. Đó lý do vì sao mà Đức Phật không có cho người tu ăn quá ngon, ngủ quá sướng, ăn quá nhiều, hưởng thụ quá nhiều. Là cái cảm giác nó trở về và nó khiến cho cái khoảnh khắc hiện tại này trở nên rất là mờ nhạt. Cho nên tuệ quán bây giờ và ở đây không được. Cho nên Đức Phật nói quá khứ qua rồi. Muốn quá khứ qua rồi thì sao? Ăn ít lại, ngủ ít lại, nói ít lại, hưởng thụ ít lại, tiếp xúc ít lại, cảm thọ ít lại. Thì để cái cảm nhận của cơ thể này nó ở cái hiện tại nó mới được trọn vẹn, và những gì diễn ra ở đây nó mới thấy như là được. Chứ không phải mà tự nhiên đại chúng đang ở ngoài đời à, cả tháng, cả năm, mấy năm nay, cả chục năm trường này, giờ đi khóa thiền 3 ngày người ta ngồi xuống. Mà ta muốn ngồi 5 phút mà tâm không loạn động là dễ đâu. Nó chạy như một cái xe trong đó. Vấn đề nó chạy không quan trọng. Đường ở dưới kia xe vẫn chạy, nhưng mà mình khó chịu không? Không. Mình vẫn, xe của mình vẫn lách qua từng cái xe, đi được như thường. Còn mình khó chịu là khi nào? Khi mình muốn đường nó không có xe chạy, khi mình muốn đường nó trống, khi mình có cái muốn đặt lên trên đường đó. Như vậy là xe cứ chạy, suy nghĩ cứ đến đi. Và việc của mình là lách từng suy nghĩ. Mình ngồi một tiếng đồng hồ mà mình lách tất cả những suy nghĩ đó. Mình lách tức là mình thấy đó nha, tức là suy nghĩ nó đến, nó mới cái lú tầm hề, tôi đang đếm hơi thở. Được không? Không được đâu. Nó tới cái nó kéo mình đi và mình quên mất hơi thở, cái mình lại về. Cái mình quên mất hơi thở, cái mình lại về. Cứ biết như vậy chứ mình không lách được cái suy nghĩ. Mà nó lách qua lách lại, khéo đi ở trong cái từng suy nghĩ của mình. Mà nó không có thấy được cái suy nghĩ. nó cứ... Đó là do mình thiếu cái định. Khi mình thiếu cái định á, thì cái tay lái cuộc đời trong cái suy nghĩ của mình ấy, tức là mình cầm cái suy nghĩ của mình á, mình cầm cái tâm của mình trong đó đó, mình định cái tâm mình lại á, không khéo, tức là trong tâm mình có cái thấy đấy. Khi cái tay lái cái xe cuộc đời của mình ở trong cái suy nghĩ của mình nó không có được vững ấy, thì nó gặp cái suy nghĩ nó tông vô cái suy nghĩ đó, nó té hoài, đếm hơi thở từ 1 đến 10 trong vòng 1 tiếng mà nó đếm không được, nó ngồi khoảng 15 phút là nó loạn rồi. 15 phút là khá rồi đó nha. Tức là mình thiếu cái gì? Mình thiếu cái định. Vậy con nói tuần tự để cho đại chúng nghe, chứ Đức Phật không có dạy Vipassana khi ngày mới giác ngộ. Bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy là gì? Tứ Diệu Đế. Chứ Ngài không có dạy Vipassana. Bây giờ con thỉnh đại chúng nha, mình vẫn nghe, mình vẫn nhìn. Nếu ngoài kia mà không thấy á, thì con nói vẫn hiểu được. Cái bây giờ mình học Phật có 3 ngày đó, nên mình tận dụng tối đa cơ hội. Con giải thích cho đại chúng hiểu những cái gì mà con hiểu qua Đức Phật. Cái câu con nói nè, con giải thích cho đại chúng những gì mà con hiểu qua Đức Phật và con hành, chứ không phải con giải thích những gì mà Đức Phật hiểu. Đại chúng thông cảm không? Tức là cái mức độ hiểu của con á, con không có nói là con giải thích những gì Phật hiểu, mà con giải thích những gì con hiểu qua lời Phật á. Cái khổ, cái đế thứ nhất là gì? Cái đế thứ nhất là gì đại chúng hả? Khổ đế. Cái đế thứ nhất là khổ đế. Cái đế thứ hai là gì đại chúng hả? Tập là gì vậy? Tập là nguyên nhân. Cái tiếng Hán nó vậy thôi à. Cái đế thứ ba, diệt. Cái đế thứ tư, đạo. Khổ, tập, diệt, đạo. Bây giờ hỏi cái giáo lý cơ bản của Đức Phật dạy cho cái thế gian này, như là người con của Đức Phật, Ngài đã từng là một con người đau khổ, Ngài ở dưới bùn lầy, rồi Ngài bước 7 bước trên hoa sen, rồi Ngài giác ngộ. Hỏi cái thứ đầu tiên Ngài dạy, tức là một bậc giác ngộ thầy của trời người, dạy là dạy cái gì? Là cốt yếu của nhà Phật. Nếu ai hỏi là mình nói ngay Tứ Diệu Đế nha. Và hồi ngày xưa con học, con nói Tứ Diệu Đế là gì? Khổ đế. Ai không biết khổ đế? Phật không còn nói con cũng nói được. Khổ mà đời khổ, biển khổ, cha mẹ cũng nói vậy, khổ quá, khổ quá. Vậy có gì đâu mà khổ đế mà đặc biệt. Rồi tập đế là nguyên nhân của đau khổ, là hễ mình tham sân si thì mình gây ra đau khổ thôi, dễ ẹt có gì đâu. Cái là phải Phật nói. Rồi diệt đế thì hết cái nguyên nhân đó, bằng cái đạo đế này diệt cái tập đế đi, thì nó có được cái đạo đế. Rồi xong hết Tứ Diệu Đế. Rồi có ai chứng đạo không? Ở đây có ai chứng đắc gì không? Đức Phật nói là năm anh em Kiều Trần Như, thì cái người đầu tiên, cái người lớn nhất là chứng quả lập tức ngay cái khi ngồi lúc đó. À, bây giờ mình nói ra khổ đế, đời là khổ do một số nguyên nhân tham sân si cho nên gây ra cái khổ, và muốn chấm dứt cái khổ phải diệt cái nguyên nhân đó đi bằng cái cách thức là đạo đế. Dễ như vậy đó. Chúng ta hiểu này nha. Bây giờ con lấy ví dụ là cái ngứa. Đây là hành trì của Tứ Diệu Đế nè, ở trong lúc thiền hành nè, trong lúc ngồi thiền nè. Đây là pháp hành nè. Một cái ngứa, ví dụ như nãy ta đi dạo đâu bên kia, đụng con sâu, đi vô trong bụi, ngồi xuống cái cây chừng nó ngứa. Vậy ngứa là nhân hay là quả? quả. Cái ngứa đó đang dễ hay khó chịu? Vậy cái ngứa đó thuộc vào cái đế nào? Khổ đế. Đại chúng hiểu không? Mình ngồi thiền xuống mà nó đau cái chân, nó tê cái chân, hoặc nó ngứa, nó khó chịu chỗ nào đó, thì toàn bộ cái biểu hiện của cảm thọ đó là gì? Khổ đế. Là quả hay nhân? Quả. Bây giờ mình sinh ra thế gian này, mình chọn cha mẹ hay là nghiệp nó chọn mình? Nghiệp chọn là mình lựa chọn hay là vô minh lựa chọn? Vậy cái gì vô minh lựa chọn là mê hay tỉnh? Nhân là mê thì quả là vui hay khổ? Vậy cái khổ này là kết quả của cái gì? Vô minh mê. Phải không? Thì ra mình mới hiểu vì sao Phật dạy khổ đế. Đường nhân gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Hễ làm người là khổ. Ở đây ai không phải là người? Ngồi đây ai trên không phong này ai không phải là người? Tức là ai chưa từng khổ? Có ai không? Có ai vô tay không bằng đấy? Tức là hễ mà làm người, đầu thay vào đây là ai bất nhiễm bất sanh ta bà. Tức là do mình có cái ái nhiễm mình mới sinh vào ta bà. Mà ái nhiễm đó là mình lựa chọn ái nhiễm chăng? Mình lựa chọn dơ bẩn trần cấu chăng? Không. Mình bị vô minh nó dẫn dắt. Mà cái gì vô minh mê mờ như là cái nhân, thì kết quả tất yếu của mọi hành động, lời nói và suy tư mà mình mê, thì kết quả tất yếu của cái mê là lập tức cái quả của nó phải là khổ. Nha. Cho nên toàn bộ những gì mà mình đau khổ như là cái kết quả mà mình đang có, một là trong gia đình, hai là bản thân mình, từ việc cá nhân cho đến việc tập thể, từ việc nhỏ đến việc lớn, cái mà mình đang khổ đó nó là kết quả, thì cái nhân của nó là cái nhân của nó cái gì mình không biết, nhưng mà chắc chắn trong cái nhân đó là mê. Ok, mà phải xác quyết là chị này con ngồi đây, con đứng đây, thì con phải ý thức được cái tay con nó làm sao chứ. Còn con đứng đây mà con cứ tay con nó dày, cứ nó dày à, nó dày. Mình với khỉ á, chỉ có khác nhau là 0,1-2-3% về ADN cấu trúc thôi. Cho nên mà hễ mình không tỉnh một cái mình dậy là mình chưa tiến hóa hết. Phải không? Tức là khi mình tỉnh với cái thân của mình, thì cái tay, mình tỉnh với cái tay của mình thì mình dùng theo ý mình muốn. Khi mình tỉnh với cái bước chân của mình thì cái này nó ở chỗ này, phải không? Còn ở đây con tỉnh cho nên con thấy cái này chỗ này có khoảng không, mình còn đi chỗ này. Còn nếu con không tỉnh, con nói với đại chúng con sẽ tán chỗ này, rất là dễ hiểu như vậy. Tức là cái tâm của mình cũng vậy, nếu mình suy nghĩ mà mình không biết mình đang suy nghĩ thì suy nghĩ đó là mê, và lập tức cái mê đó nó sẽ tạo ra cái khổ. Thì bây giờ mình ngồi thiền xuống và để mình biết mình suy nghĩ, và khi mà mình biết cái suy nghĩ đó thì cái suy nghĩ đó nó phải theo ý mình muốn. Còn tất cả những cái suy nghĩ mà không theo ý mình muốn đó lập tức nó đưa đến cái quả khổ. Và làm sao mình biết? Để cái chữ biết của mình mà cho nó Nó được xử lý một cách tối đa công sức cho cái tay này của con. Con biết cái tay này cần viết lúc nào, cần để xuống lúc nào, cần để như thế nào, cái chân này cần đi như thế nào. Được với cái thân này, nhưng mà ngồi xuống không được với cái tâm. Bây giờ cái tâm nó thiếu cái định. Cho nên vấn đề là cái định mình phải có, thì mình mới sử dụng những thứ mình có theo cái ý mình muốn. Còn nếu như mình sử dụng không theo ý mình muốn là những cái thứ mình có nó sử dụng mình. Và khi những thứ mà mình có nó sử dụng mình thì nó sẽ làm mình khổ. Và khi nó làm mình khổ, cái mình nghĩ ai bên ngoài kia đó chịu trách nhiệm cho nỗi khổ này. Và khi mình nghĩ ai đó chịu trách nhiệm với nỗi khổ này thì mình khổ bên trong một, mà mình đi tìm người để mình đổ thừa nỗi khổ nữa thì nỗi khổ nó tăng lên 10. Và khi mình khổ là lập tức trong tâm mình nó muốn có nhu cầu tìm đối tượng chịu trách nhiệm. Nó giải thích, phải hiểu nó nha, không hiểu nó không chịu à. Do họ đổ tên thừa. Nên nè, bây giờ con nói tới cái ngứa. Khi mà mình đi dạo ngoài kia là cái nhân mình đi không có cẩn trọng, chu đáo, tỉnh giác, nên mình đi dạo qua một bụi cỏ mình không thấy con sâu, mình cà cái chân vào, và đó là cái nhân của mê. Mình thấy con sâu mình cà chân không? Không. Vậy là cái nhân mê đó, cái ngồi xuống cái ngứa đó bắt đầu nó biểu hiện ra, đó là cái quả. Thì bây giờ cái quả khổ đó là ngứa đó, trong lúc ngồi thiền ấy là tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Tốt. Như vậy là cô từ giờ cuộc đời của cô khổ nhiều hay vui nhiều? Khổ nhiều. Tốt hay xấu? Tốt hay sao? Nói tốt cái coi. Người ta ép mình ra con đường nhưng mình phải tiến lên thì mình tốt. Người ta ép mình mà mình tặng té thì làm xấu. Cái khổ mà trong lúc mình ngồi thiền mình thấy cái ngứa như là cái quả của cái nhân hồi nãy giờ mình đi dạo dạo không có tỉnh thức. Nhà con hỏi lại nè, tốt hay xấu? Hả? Tốt. Vì sao nó tốt? À, nếu như mà nó không ngứa thì cái chân này phải đi vô bệnh viện rồi đó, phải không? Ai đi ngang qua đụng con sâu đó cũng ngứa. Cái chân mình đi ngang qua nó đụng con sâu đó không ngứa. Cái chân này không phải chân người. Ai đi qua thế gian này như là con người mà không khổ thì người đó người ngoài hành tinh. Nên cái khổ của thế gian này nó là một cơ hội nha. Dạ, đời của cô khổ nhiều hơn vui đúng không? Dạ. Đời của con cũng khổ nhiều hơn vui. Dạ, đời ai vui nhiều hơn khổ là giơ tay. Không có ai. Mà không nói thôi. Chứ đời ai cũng ngậm ngùi trong đó. Giàu có cỡ nào chăng nữa thì lòng có hết lo lắng không? Mình đại gia, mình tỷ phú chứ mình cũng phải đi làm ngày 8 tiếng. Mà khi đi làm thì có đối tác, có qua lại, có lo sợ, có hơn thua. Tâm lúc nào nó cũng bất an. Nhưng con khổ, con khổ nhưng mà con coi cái khổ này là cơ hội của con tu. Con ngồi thiền xuống mà lập tức con thấy cái ngứa. Và con biết cái ngứa này là kết quả tất yếu của một cái nhân mê lầm hồi nãy nào đó. Đi dạo từ sáng giờ mà vô trong bụi không có tỉnh giác, cho nên nó đụng con sâu hay cái gì đó, nó giờ nó ngứa vô cùng tận. Thì cái chuyện mà gãi hay cái chuyện mà làm cho nó hết ngứa, chuyện nó tính sâu nha. Cái chuyện là bây giờ con không có kháng cự cái ngứa này, con khó chịu với nó, để con phải phản ứng với nó bằng cách này, cách kia, một cách bực bội, để cái buổi ngồi thiền của mình nó bị trục trặc. Này, con phải quan sát được cái ngứa này là biểu hiện như là cái quả không thể tránh, và đây là kết quả của cái mê, chứ không phải kết quả của ai bên ngoài làm con khổ. Khi mà con chấp nhận cái nỗi khổ này là do con tạo từ hành động mê lầm, suy tư mê lầm và ngôn ngữ mê lầm, thì con khổ được còn một nửa thôi. Okay. Khi con chấp nhận cái nỗi khổ mà con tạo nè, cái nỗi khổ mà con đang bị nè, là do cũng bắt đầu cũng muốn đưa ra chỉ, nhưng mà rồi cái nó hiểu nó chỉ vô do này. Okay. Là khổ có nghệ thuật. Nghệ thuật đau khổ là bớt khổ. Tức là lúc đó mình có ngồi để mình có trách ai đó làm mình ngứa không? Không. Khi mà mình chấp nhận mình không trách một ai đó làm mình khổ, là mình khổ đi bớt phần nửa rồi đó. Bây giờ con hỏi thật nè, tất cả chúng ta ở đây ai cũng có người thương đúng không? Vậy khi mà mình bực bội lên, mình muốn gì? Khi mình bực với cái người mà làm cho mình bực ấy, thì mình mặc dù mà nó bực mình, nhưng mà mình muốn gì ở họ? Mình muốn họ chịu trách nhiệm như là tác giả cho nỗi khổ bực bội này. Và mình muốn giải thích. Cái lúc mà mình tức lên là miệng của mình nó làm sao? Nó nhanh hơn não. Nó không cần suy nghĩ, nó nói liền lập tức và nó rất nhanh. Và khi miệng mình mà nó nhanh hơn não, thì lợi với hại là lợi bất cập hại. Nói cái nào là phá sản cái đó liền, nói cái nào là tan nát cái đó liền. Và con hỏi thật, mình như là một con người trong tất cả các mối quan hệ hàng ngày mình từng có không? Có. Nhỏ như thế này thôi cũng đã có giỏ rồi đó. Làm được những cái điều mà Đức Phật gọi là tập đế là nguyên nhân của khổ rồi đó. Thì tu ở đây trước là ta phải hiểu được Đức Phật nói khổ đế là kết quả như là kiếp người do vô minh, do mê mờ thúc đẩy ái nhiễm mình sinh ra đây, chứ mình chưa có bao giờ đi lựa chọn cái cha mẹ mình chui vô. Mình chưa bao giờ có cái nguyện như là mình ra đây để mình độ chúng sinh. Chưa bao giờ mà mình tỉnh thức đến nỗi mà mình chủ động cái chết vừa rồi để mà mình sinh ra đây để mình đầu thai một ai đó, giống như Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói vậy. Không phải là nguyện lực tái sinh, mà là vô minh dẫn đường. Thì vô minh dẫn đường thì tạo ra đau khổ là chắc chắn. Vậy là mình phải coi thử cái đời này là vui đế hay là khổ đế. Khổ đế. Vậy mà mình có đi tìm niềm vui trong cái khổ đế không? Mình đi lấy vợ là mình nghĩ là mình tạo ra khổ hay là mình tạo ra vui? Mày lấy vợ nè, tôi lấy bà về để bà hành hạ tôi, để tôi lấy bà về không? Không ai nghĩ vậy hết. Mình nghĩ mình đẻ một đứa con để nó làm cho mình khổ thêm không? Không. Cái chuyện thứ hai ở đây là bởi vì ta không nhận ra thân người và kiếp người là khổ đế, cho nên ta đi tìm niềm vui trong đau khổ. Tìm niềm vui trong đau khổ là tập đế. Bây giờ cho mình cái danh để người ta cung kính mình thích không? Thích không? Ai đây không thích chia tay không phải? Giờ cho mình tiền mình thích không? Thích, sáng mắt liền. Cho mình quyền, cho mình tiền, cho mình tình, cho mình nhà cửa, tài sản, cho mình đứa cõi giang, cho cái thân này hưởng thụ về vật chất, hay cho cái thân này nó được cung kính về cái tôi ảo tưởng sĩ diện. Nó thích lắm và nó thấy rất ngọt và nó không thể buông ra được. Khi mà mình thấy ngọt ở trong cái khổ đế, đó là tập đế. Vì cái kiếp người này ta được sinh ra là do nghiệp nó đẩy mà, thì mình vui với cái gì mà như là kết quả khổ, thì cái niềm vui đó là sao? Vui trong đau khổ, vui rồi khổ. Cho nên Đức Phật nói là con ơi, con có thấy đây là khổ đế. Và khi con nhận ra đời này là khổ đế, thì con đi tìm cái niềm vui nó mới khổ đế, tức là con đi tạo ra tập đế. Như vậy giờ làm sao Thế Tôn? Làm sao với cái ngứa là khổ đế này? Cái ngứa là khổ đế, mình ngồi mà mình vui với khổ đế, mình vui với cái ngứa, mình vui với sự khó chịu. Vậy con hỏi thiệt đại chúng nè, có khi nào mình vui với cái khổ không? Với sự khó chịu không? Lắc đầu hay gục đầu nè? Lắc đầu. Chắc không? Con cho ví dụ quý vị coi nhé. Bây giờ đóng phân bò, con người mình nói thơm hay hôi? Hôi hay thơm? Con ong nó có bay tới nó hút mật cái đống phân bò không? Không, nó hút mật ở hoa. Con ít nhất con ong nó cũng đồng tình với mình. Mình nói đống phân bò hôi, con ong nó gật đầu. Bây giờ ruồi với nhặn, mình nói đống phân bò hôi, nó lắc đầu hay gục đầu? Nó lắc đầu. Không, ông nói sai rồi, nó thơm phức à. Bây giờ một đống phân với con chó thì mình nói đống phân hôi, con chó nó chịu không? Sỉ nhục nó. Nó thơm. Như vậy trên thế gian này vẫn có rất là nhiều loài thích cái ngứa này và coi cái ngứa này thơm và hưởng thụ. Cái loại chúng sinh nào mà hưởng thụ cái kết quả đau khổ như là niềm vui thì loại chúng sinh đó vẫn còn vô minh ở kiếp trước cho tới kiếp này. Đống phân bò mà ta không biết nó là đống phân bò, và ta rất là hạnh phúc hưởng cái mùi mà ta nghĩ là thơm từ đống phân bò, thậm chí ta cần ăn nó nữa. Thì ruồi, chỉ có ruồi với nhặn với loài cú mới tới hưởng thụ cái thứ mà đau khổ thôi. Và có không? Trên thế gian này có không? Dạy Phật mới dạy thế này nè, con làm ơn con thấy nếu như mà là đống phân bò thì con có nói đó là của con không? Bây giờ đống phân bò thì chúng ta có nói đó là của mình không? Mình nhìn đống phân bò mình nói là của mình không? Thậm chí là bây giờ con xin lỗi, mình đi vệ sinh mình ra nhà cầu, xong cái mình cho nó ra luôn á, mình quay lại mình có nói, mình có muốn nó là của mình không? Xong rồi có muốn bảo nó về không? Không. Mà khi mà mình nhận ra đâu là hoa, đâu là bóng phân bò, khi mình biết đó đống phân bò, đó là một sự gì ạ? Khi mình biết đống phân bò là đống phân bò thì đó là sự giác ngộ. Còn nếu mình không biết đó đóng phân bò thì mình còn vô minh. Khi mình biết được đời là khổ đế và khổ đế như là kết quả tất yếu của cái mê ở kiếp trước và kiếp này mình đầu thai, chứ không phải mình bị đầu thai, chứ không phải là mình lựa chọn, thì cái khổ đế lúc này nó trở thành có một chữ ở giữa nữa, nó trở thành khổ thánh đế. Khi mà mình hiểu, khi mình hiểu được, khi mình thấy được đống phân bò là đống phân bò chứ không phải đống phân bò là kim cương mã não, thì lúc đó đống phân bò thành đống thánh phân bò. Lúc này cái khổ nó trở thành khổ thánh đế. Tứ diệu đế dịch như vậy không có chính xác, dịch tứ thánh đế mới đúng. Chariya, Dukkha Chariya. Dukkha là khổ, Achariya là thánh. Khổ thánh đế. Khổ mà sao đưa tới thánh? Và nếu không có khổ đức thế đức sĩ Đạt Ta không có đi tu đâu. Ngài chịu không nổi với cái cảnh Ngài hưởng thụ xong rồi nó hụt hẫng, nó trống vấn, nó lạc lẽo ở trong người ấy. Ở giữa cái đám đông toàn là cung tần mỹ nữ, vợ đẹp con ngoan vậy mà không ai hiểu được nỗi lòng Ngài hết đó. Ngài là một người cô đơn cực kỳ ở giữa công điện đó. Ngài khổ rất nhiều mà Ngài chịu không nổi ở giữa thứ mà người ta nghĩ rất là hạnh phúc. Cho nên thà vô trong rừng mà Ngài dễ chịu hơn một chút cô đơn, mà hơn là ở giữa đám đông mà không ai hiểu mình. Còn hơn thua nữa, Địa Bà Đạt Đa còn tranh giành ngôi vị và cả người yêu của Ngài nữa. Đau khổ. Ngài khổ lắm, Ngài khổ lắm. Nè, về con nói nhé, đóng phân. Bây giờ một đống phân bò, một đống phân trâu, một đống phân. Có hai vấn đề với đống phân này. Một là ta không biết đó là đống phân, thì đó là minh hay là vô minh? Vô minh. Thứ hai, mình nhận ra nó là đống phân, nhưng mà mình muốn hốt đống phân này dục, là mình mất cái cơ hội để mình nhìn sâu vô cái khổ thánh đế, để cái khổ đế, để cái khổ đó nó trở thành khổ thánh đế. Như vậy là cái ngứa này nè, mình không biết nó là cái ngứa, tức là mình không biết cái điều đó là điều xấu. Nó là tốt để cho mình biết nó là xấu. Nó tốt là bởi vì nó tốt là để anh chị giúp cho mình biết cái điều đó là xấu. Ok không? Bây giờ con đi như thế này mà con đẫm, con không có tỉnh giác, con đi xuống cái bậc thang chẳng hạn, hay con đi đây mà con đụng cái này một cái, rất là đau. Thì cái đau đó là xấu chứ tốt gì. Nhưng mà nó tốt là bởi vì nó giúp cho mình thấy mình đau. Mà nếu như mình không thấy mình đau thì sao? Mình sẽ dấp một chỗ nào đó mà nó gãy luôn cái chân này, phải không? Nếu như một cái mê nhỏ nhỏ nó sẽ có cái quả khổ nhỏ nhỏ mà mình không thấy, thì sẽ có một cái mê lớn lớn mà cái quả khổ nó tàn nát lòng. Như vậy cái đống phân nó diễn ra hai cái hướng của một con người vô minh. Một là không thấy nó là phân thì mình sẽ làm cái loài ruồi nhặng bu tới và hít cái mùi thơm của nó và cho đó là hạnh phúc, tức là vui trong khổ là tập đế. Càng vui trong khổ mình càng tạo ra nhiều cái nguyên nhân đau khổ, và cứ như vậy nó khổ miết trong sanh tử luôn, ngồi hết kiếp này đến kiếp kia. Mặc dù mình giàu bao nhiêu, mình đẹp bao nhiêu, mình khỏe bao nhiêu, mình sang bao nhiêu, mình tuyệt vời bao nhiêu, thì khổ là ở trong khổ. Cái hướng thứ hai là mình thấy nó là đống phân rồi, nhưng mà bây giờ mình ghét nó, mình khó chịu nó, mình bực bội nó, và mình muốn hốt đống phân nó dục đi. Cái phút giây mình hốt đống phân mình dục đi là phút giây mình mất luôn cái cơ hội nhìn xuyên qua đống phân đó và thấy sâu trong đống phân trâu đó có gì? Chúng ta nói chúng ta ăn những cái thứ mà con trâu nó thải ra thì nghe có vẻ khó hiểu, khó chịu. Nhưng những thứ mà con trâu nó thải ra ngày nay có bán được không? Được, bán mắc lắm á. Ta đi trồng rau mà. Tức là ở trong đống phân đó nó có thể nuôi dưỡng những thứ khác và trở nên hoa, nên thức ăn, nên cái thứ gì giá trị cho sự sống này, phải không nào? Hốt đống phân mà dục đi thì ta mất cơ hội để mà sử dụng cái đống phân đó như là chất liệu để đưa cho mình đến khổ thì thành giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ từ cái gì? Giác ngộ từ cái khổ đó mà mình hốt cái khổ mình dục đi, hoặc là mình chạy trốn khỏi khổ đi, mình chạy trốn khỏi ngứa này đi. Đang ngồi mà ngứa, chạy trốn bằng cách nào? Nãy giờ chúng ta ngồi thiền 5-10 phút, chúng ta có cảm giác tự động nó ngứa con mắt, cái tay nó cứ nó muốn là vậy. Có cảm giác đó không? Có. Khi mà nó ngứa mà nó khó chịu là lập tức mình muốn gì nè? Loại trừ. Đó là thói quen vô minh cố hữu của loài người. Hễ mà có cái khổ một chút là lập tức cái tâm mình nó muốn dẹp cái khổ đó. Đầu lưng này, con nói này là để cả ba ngày xong rồi chúng ta hành trì đó nha. Là mình đối xử với cái ngứa như thế nào, cái tê như thế nào, cái nhức như thế nào, cái đau như thế nào của cái thân. Và khi người ta tạt vô gương mặt mình một câu khiến cho sĩ diện của tôi mình bị tấn công, mà bị lâm nguy, bị hạ bệ, bị chà đạp, thì lúc đó mình xử lý thế nào? Thiền máu chốt là chỗ đó. Như vậy cái việc mà mình thấy đó là đóng phân chưa đủ, mình chạy trốn, mình loại trừ, mình tiêu diệt nó là mất luôn cơ hội. Vì chỗ nào có cơ hội đau khổ, chỗ đó có cơ hội giác ngộ. Chỗ nào có cơ hội phiền não, chỗ đó có cơ hội giải thoát. Chỗ nào có cơ hội bùng lầy, chỗ đó có cơ hội sen nở. Hãy nở ngay trên bụng mà, hãy giải thoát ngay trong sự ràng buộc, hãy đạt được cái niết bàn ngay ở trong cái sanh tử luân hồi á. Tức là cái đế đầu tiên là cái khổ đế đó, hãy nhận ra nó. Bước thứ nhất, bước thứ hai đừng có loại trừ chạy trốn nó là mất luôn cơ hội giác ngộ. Cho nên phát hiện ra nó là khổ đế, và mình biết ngay là mình là con người. Và khổ đế này là cơ hội tuyệt vời để mà nhìn sâu vô, và cái khổ đế này nó trở thành khổ thánh đế. Bằng cách là cái khổ thánh đế này với cái ngứa, bây giờ đại chúng chỉ cho con coi thử, khi nhìn sâu vô cái ngứa mà con không gãi, con sẽ phát hiện điều gì? Hồi sáng mình ngồi thiền ít á, chứ mình ngồi thiền nhiều xuống là thú vị. Khi mình nhìn vô cái ngứa mà mình không gãi nó, mình phát hiện ra điều gì? Mất cảm giác. Có người trả lời được rồi đấy, thấy nó hết ngứa. À, Châu Đằng vỗ tay rồi. Bây giờ con hỏi đại chúng mà, tại sao mà khi nó ngứa là mình buộc phải gãi? Bây giờ mình nghĩ mình gãi nó sẽ hết. Nó rõ hơn thử. Mình càng gãi nó càng ngứa. Có nhiều cái bệnh càng gãi nó càng ngứa. Tại sao mình nghĩ là mình phải gãi nó mới hết? Đã là một cảm thọ sau khi mình gãi, nhưng mà cái nhận thức gì mà mình bắt buộc cái tay mình phải gãi? Hả? Mình muốn loại trừ nó. Tại sao mình phải nghĩ mình phải loại trừ nó mới hết ngứa? Hả? Vì mình khó chịu là cảm thọ. Hả? Cái cảm thọ nó khác với cái suy nghĩ. Con đang hỏi cái suy nghĩ gì mà nó buộc cái tay này phải đang ngồi vậy đó, cái tự động rờ phải nhích lên gãi à? Suy nghĩ gì với cái ngứa đó? Hả? Suy nghĩ gì? Mình nghĩ là xấu, mình phải kết thúc nó. Nhưng nếu mà mình biết nó có thể tự kết thúc thì mình gãi không? Không. Vậy mình nghĩ gì về cái ngứa này mà mình buộc phải gãi? Rõ ràng là nó khó chịu hay dễ chịu nè? Khó chịu. Nó tốt hay nó xấu? Nó xấu. Nhưng hai cái đó nó không làm cho mình buộc phải gãi. Nếu mà mình biết rằng nó sẽ tự hết, như vậy là mình suy nghĩ gì về ngứa này? À, cô nói à? Nó thẳng ra luôn. Cô suy nghĩ gì về ngứa? Em suy nghĩ là tại khi mình nó ngứa đó là cái mình không chịu được rồi, một chút tự đang là thiền, em nó buộc mình phải xả thiền đi, em sợ cái xả thiền đó cho nên em phải gãi nó. À vậy, con Đằng vỗ tay rồi. Thầy trả lời rất là chân thật, nhưng mà lạc đề rồi. Tức là cổ muốn giữ cái thiền cho nên cổ phải gãi. Để chi? Để cho nó hết ngứa để mà ngồi tiếp. Có nghĩa là ngồi yên một chỗ thì gọi là thiền, mà hễ nó đang ngứa mà sợ nó xả ra, sợ hết thiền, cho nên phải hy sinh cái gãi để cho được ngồi là thiền. Đó, có đúng vậy không nè? Giờ làm sao? Mình suy nghĩ gì với ngứa mình kể? À, mình nghĩ cái ngứa này là thường còn, mình cho cái ngứa này là không thể tự nó chấm dứt nếu như mình không chen vào, thọc gậy vô, cào gãi, loại trừ nó, thì nó sẽ không bao giờ hết ngứa. Đó là suy nghĩ cố hữu vô minh từ thở nào tới giờ. Do mình nghĩ đời sống này là thường còn, mối quan hệ này là thường còn, tình yêu này là thường còn, Vẻ đẹp này là thường còn, cái nhà chắc thật này là thường còn, mọi thứ trên thế gian này là thường còn. Khổ là do ta không thấy vô thường, cho nên Phật mới nói ngược lại để trị cái bệnh thường còn của mình. Muốn hết khổ phải thấy vô thường. Như vậy nè, mình ngồi xuống, mình thấy cái ngứa. Cái ngứa là bản chất diễn ra của nó là khó chịu, là xấu. Nhưng mình thấy cái ngứa thì đó là tốt. Và mình thấy nó tốt là bởi vì mình biết nó xấu. Đó nha, chứ không phải nó tốt là bởi vì nó tốt là mình cho nó tốt. Nó xấu và mình phát hiện ra nó, bản chất chân thật của nó là khổ. Khổ đế nó tốt là bởi vì mình thấy nó khổ. Còn khổ đế mà mình cho nó vui á, nó cực kỳ nguy hiểm. Tức là cái ngứa này á, là nó xấu, và nó tốt là bởi vì mình thấy nó xấu. Rồi khi mình thấy nó xấu là mình ngồi mình nhìn sâu với nó một lát nữa, và mình tránh tư duy tác ý trong lúc nó ngứa nè. Là cái ngứa này nếu ta không gãi, nó cũng sẽ tự hết. Đó. Chiều nay ra ngoài kia ngồi thiền dưới biển, cát nó sẽ làm cho mình ngứa mông. Chắc chắn. Và mình ngồi đó mình cứ nhét miệng. Và mình thấy sao nó không bao giờ hết ngứa hết trơn. Càng làm như thế này nó càng ngứa. Là bởi vì mình làm như thế là để cho mình chi? Hết ngứa. Khi trong tâm mình có cái mong muốn hết ngứa thì cái ngứa nó trở nên sao? Trở nên thật vô cùng. Và khi nó thật vô cùng thì nó lâu dài vô cùng. Cho nên cái việc của mình khi mà mình thấy nó ngứa, mình đừng có chạy trốn nó. Một bước thứ nhất. Nhưng bước thứ hai, trong cái khi mà nó khó chịu quá là tâm của mình lập tức khởi lên cái ý niệm bây giờ mình không chạy trốn nó, mình không loại trừ nó, mà ông thầy ông biểu mình nhìn vô quan sát nó. Nhưng mình quan sát mà nó khó chịu quá, bây giờ mình làm sao? Mình vừa quan sát mà mình vừa muốn đẩy nó đi, mình vừa quan sát mà mình muốn dẹp nó đi. Thì với cái động cơ quan sát mà dẹp nó đi đó là nó trở nên dài lâu hơn, có thật hơn, và nó càng ngày càng khó chịu hơn. Và một lúc sau cái mình buộc phải xả tiền, thất bại với cái ngứa. Là cái khổ đế đó nó tạo ra cái tập đế. Bữa sau ngồi thiền xuống, bữa sau ngồi xuống, hoặc là bữa sau chưa ngồi nghĩ tới thiền thôi, nghĩ tới ngứa trong thiền là khó chịu rồi. Buổi sáng nào đó mà mình ngủ dậy, bữa đó 5 giờ, bữa nào cũng 5 giờ, mình muốn dậy 4 giờ, mình dậy không nổi. Bữa nay mình dậy 4 giờ, ngày đó mình có một sức mạnh nội tại đặc biệt lắm. Tức là một là cái ngứa này nó làm cho người ngã quỵ luôn. Giống như nãy cô kia nói, khổ mà nó làm cho mình quỵ luôn. Thì khổ đế đó là tạo ra cái tập đế. Khổ mà nó làm cho mình khổ là quả, rồi tiếp tục cái quả nó phản ứng và nó tạo ra cái nhân khổ nữa. Còn bây giờ cái khổ đó mà mình nhìn sâu vô cái khổ đó thì mình sẽ thấy được, giống như Ôn Thanh Từ nói, đời là mộng, gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Biết đời là mộng, nhắn với khách với cuộc đời là mộng, là cười vỡ cơn mộng. Bây giờ nếu như cơn ngứa đó là thật, mình ngồi thiền được không? Ngồi thiền được không? Nếu đời khổ là có thật, mình tu chứng nổi không? Không. Cho nên cái khổ của đời là mộng hay thật? Mộng. Nhưng mà cái ngứa thì nó thật. Cả một cuộc đời của mình á, bây giờ quý vị lớn tuổi 4, 5, 6, 70 tuổi mình nhìn lại đời nó giống như giấc mộng. Nhưng mà ngồi xuống cái ngứa là cái gì cũng thật, cái gì cũng mộng hết, chỉ có cái ngứa đang ngồi là thật thôi. Bây giờ mình thiếu cái định đấy. Nên một người học Phật trước phải nhìn ra đời là khổ đế. Sau đừng có hốt cái khổ đế đó dục đi, đừng có loại trừ cái đống phân đó. Sau nữa hãy dùng cái định của mình nhìn thẳng về đống phân. Mà mình nhìn không được là biết mình thiếu cái định. Vậy tu ở đây là phải có cái định để mới nhìn thẳng về đống phân là cái ngứa. Nhìn vô mà cho đến khi nó hết ngứa là mình thấy được vô thường, và mình mới hiểu được Phật dạy vô thường như thế nào qua việc trải nghiệm cái ngứa, chứ không phải qua ngồi nghe băng giảng là nó nghe người ta nói sống nay chết mai, sinh lão bệnh tử, sinh trụ dị diệt, mới đó xinh đẹp rồi bây giờ héo tàn. Mấy cái đó mình có phải trải nghiệm không? Không, cái đó mình nghe người ta kể à. Và khi nào mình nghe người ta kể thì đó chưa phải là trí tuệ của mình. Mình chưa phải là trí tuệ của mình thì cái khổ của mình vẫn còn y chang đó. Muốn hết khổ là buộc mình phải trải nghiệm cái ngứa. Vậy này cái ngứa nó tuyệt vời không nè? Vậy chiều nay ra biển ngồi có muốn ngứa không? Bây giờ con hỏi nha, ngồi xuống mình nó ngứa liền mình chịu được không? Không. Phải ngồi xuống nó tỉnh một khoảng 5 phút đó. Bắt đầu ngứa thì mình bắt đầu có sức mạnh nè. Quý vị để ý đi, hay ngồi xuống mà nó mới ngồi xuống mà nó đau nó ngứa liền. Bảo đảm quý vị ngồi nguyên một tiếng đó là hồi gãi miếng. Ít nhất là phải 5 phút, 10 phút. Nó có cái định đó nha. Rồi mình mới ngồi với cái ngứa đó được đó. Không có cái định đó mới ngồi xuống chưa có được vững chãi á, ngứa lưng, ngứa mông, ngứa ba bốn chỗ. Rồi khỏi thiền chắc luôn. Cho nên muốn mà tu phải dễ đâu à. Làm người khổ làm mình khổ hoài, ngồi xuống nó ngứa tay, nó ngứa chân, nó ngứa miếng, tự động nó mình không tu được. Cho nên cái người nào mà ngồi xuống tu được tâm yên lặng do họ làm tích lũy công đức từ kiếp nào tới giờ, ba la mật của họ nhiều lắm nên ngồi xuống tâm im rầm rập. Đó. Thấy cái khổ đế và nhờ cái khổ đế nhìn sâu vô cái cơn ngứa đó là khổ đế đó, mình sẽ phát hiện ra nó là vô thường, không cần cào gãi nó vẫn hết. Và mình thấy được cái ngứa đó bản chất của nó là ảo mộng, do duyên nó sinh. Là nãy giờ mình dạo ngoài kia, bây giờ duyên nó hết, mình không có tạo ra cái việc dạo một cách mê mờ như vậy nữa. Tức là mình chỉ cần nhìn vô cái ngứa này chứ không đi dạo tạo ra tập đế nữa. Mình nhìn hoài vô cái ngứa đó mà mình không có đổ dầu vô thêm lửa nữa, mình không có tạo ra cái nhân để cho nó ngứa nữa, thì cái ngứa này còn gì hết, chắc chắn là nó sao? Nó hết. Nhưng nếu mà mình ngứa mà mình không nhìn vô cái ngứa, mà mình loại trừ cái ngứa, mình mất cơ hội để hiểu được cái ngứa vô thường. Rồi mình hết cái ngứa đó bằng cách mình uống thuốc vô, bằng cách mình gãi nó, rồi mình đi dạo đâu đó cái mình tạo ra một cái nhân khác, không phải đi dạo vô cái bụi cây đó, nhưng mà là uống lộn thuốc cho nên ngứa. Ví dụ vậy. Thì hết cái khổ đế này rồi đi tạo một cái nhân tập đế khác, rồi hưởng một cái khổ đế nữa. Nó cứ như vậy gọi là luân hồi. Nó trở thành người này đến người kia, đi đến chỗ này đến chỗ nọ, không có gì thay đổi hết. Trở thành ai đó chỉ là thay đổi nỗi khổ này bằng nỗi khổ khác, từ chỗ này đến chỗ kia, chẳng qua thay thế nỗi khổ này bằng nỗi khổ khác. Cái nào hết ngứa dễ thôi, gãi hết, uống thuốc vô hết, tắm hết, làm gì đó hết. Dĩ nhiên là mình phải làm cho nó hết là điều tất yếu rồi. Nhưng mà nếu như mình không làm điều đó một cách tỉnh thức, và mình không biết đó là cái cơ hội để cho mình giác ngộ, mình thấy cái ngứa này là ảo mộng vô thường, nhân duyên giả hợp, thì mình hết ngứa này ok, nhưng mà mình mất luôn cái cơ hội để mình hiểu được cái quả khổ này nó đưa đến cái giác ngộ. Tức là cái khổ đế này trở thành cái khổ thánh đế ngay trên cái khổ. Thì một cái khổ thôi là mình có thể trở thành thánh trong cái khổ thánh đế đó rồi. Mất mới gì mình dẹp nó đi bằng cách là mất đi cơ hội khổ đó, rồi mình dạo cái mình tạo ra một cái tập đế nữa, cái tạo ra cái khổ nữa, cứ như vậy hoài, như vậy hoài. Còn nhỏ mình không đi học được thì mình mù chữ, mình thua người ta, mình khổ nè. Mình đi học rồi cái bài vở mình thua người ta, mình cũng khổ nè. Rồi mình không tốt nghiệp được, mình thua người ta, mình khổ. Mình tốt nghiệp được rồi cái mình học mà mình chưa kiếm việc làm, mình cũng khổ. Mình kiếm việc làm rồi cái mình làm việc hoài cái mình không đi lo kiếm người thương, cái mình cô đơn, người ta nói mình thế này thế kia cũng khổ nè. Mà mình có người cái nó đòi, nó biểu, nó sai, nó khiến đủ thứ cái mình thấy ràng buộc cũng khổ nè. Sau cái mình lớn tuổi mình chưa có vợ, người ta nói mình thế này thế kia cái mình khổ nè. Cái mình lấy gì cái mình có vợ cái mình này, quý vị biết con thế. Bây giờ con hỏi thật, khi quý vị có gia đình với quý vị chưa có gia đình, cái khổ nào nhiều hơn? Quý vị nói to nữa. Mấy người thương quý vị họ ngồi đây họ thấy là biết nha. Có nghĩa là ông là nỗi khổ của tôi hả? Hay là ông giúp cho nỗi khổ của tôi biểu hiện ra? Nghe kịp không? Ông gây ra nỗi khổ trong lòng tôi, hay là ông giúp nỗi khổ trong lòng tôi biểu hiện ra? Hay là ông cả hai? Khổ thì ok, là cơ hội tuyệt vời nhé. Nhưng phải thấy nó ảo mộng và vô thường trước khi tiêu diệt nó, trước khi loại trừ nó, trước khi làm gì nó, hãy nhận ra nó là ảo mộng vô thường. Nếu không mình mất đi cơ hội khổ đế thành khổ thánh đế. Rồi mình đi tìm, đi lượm, đi giữ, đi cất, đi chứa một cái tập đế nào đó như là cái nguyên nhân, rồi nhất định mình sẽ có cái khổ quả nữa. Rõ ràng là con người ta có thể khổ với bất kỳ ai, ở với bất kỳ ai, làm với bất kỳ cái gì. Ở với người thì người làm mình khó chịu, ở một mình thì thân này làm mình khó chịu. Thân này khỏe thì tâm mình lại khai khát đủ thứ nên làm mình khó chịu. Nó không khao khát nữa thì ngồi xuống, nó muốn bình yên nó cũng không bình yên, nó làm mình khó chịu. Đời là biển khổ hay người là biển khổ? Người là biển khổ và người ở trong đời, cho nên người tạo thành một biển khổ của đời. Cho nên muốn đời hết biển khổ thì người phải hết biển khổ. Mà người hết biển khổ thì trước phải ở trong ngay cái biển khổ đó mà thấy cái khổ đó là mộng ảo, thì cái khổ đế đó trở thành cái khổ thánh đế. Cho nên đời là biển khổ là tốt hay xấu? Người tu thì thấy nó tốt, nhưng người không tu thì sao? Nó nhấn chìm luôn kẻ đó ở trong cái biển khổ kia luôn. Rồi nha. Khi cái ngứa nè mà mình nhìn thẳng vô, thì khi mình nhìn thẳng vô cái ngứa là khổ đế đó, thì cái đó được gọi là đạo đế. Nãy giờ con nói khá nhiều nhưng mà bây nói tóm lại nè, nhìn thẳng vô cái ngứa là khổ đế, đó là đạo đế. Và khi mình nhìn nó đến cái độ mà mình thấy nó vô thường, cái ngứa nãy giờ nó đang trồi trội lên mình chưa thấy nha, nó mới lú lên, mới nó ngứa giống như là cái rột nó ngứa ồn ào, nó ngứa dạt dào, hay là nó ngứa từ từ, nó xuất hiện từ từ mà, đúng không? Nhưng mà mình thấy không, rất khó thấy. Khi nó thực sự cao trào rồi mới thấy ngứa, mình bắt đầu gãi. Khi mà mình thọ tay xuống gãi là lúc đó nó cao trào của ngứa rồi đó, là cái định mình không có thấy mới lú lên. Nên à, khi mà mình thấy được cái ngứa và mình nhìn vô cái ngứa đó, và mình thấy cái ngứa đó nó đến, nó ở, rồi nó đi, thì cái tiến trình đó được gọi là đạo đế, tức là bát chánh đạo, nhìn thẳng vô cái khổ đế. Và mình phát hiện nó vô thường mà mình không cần gãi, thì cái khổ đó nó giúp cho mình hiểu được thế nào là ảo mộng của cuộc đời. Khi mình hiểu được đời là vô thường, ảo mộng, nhân duyên, giả hợp, khi mình thấy đời là đống phân, mình hốt đống phân về nhau không? Khi mình thấy người ta một đống phân đau khổ, mình hốt người ta về nhau không? Vậy cho nên người ta đăng lên Facebook bên này khổ quá, không hốt, không ai hốt tôi về. Nếu người ta thấy mình đau khổ, ai dám hốt mình? Bởi vì người ta mê cho nên người ta mới hốt mình vậy thôi. Nên là, Thế Tôn ơi, con muốn đi với Ngài nhưng con cũng muốn đi với người con thương, và con làm sao? Tốt nhất là đi một mình. Vì sao Thế Tôn? Vì ai hốt ông đó là kẻ ngu. Vì ông đang khổ mà người ta tới ta hốt ông là họ sáng suốt hay mê mờ? Hốt đống phân là mê hay sáng? Mình nhìn thẳng vô cái ngứa và mình phát hiện nó vô thường, đó là đạo đế. Đạo đế là có cái gì? Có giới, có định và có tuệ. Giới là có cái gì? Cái miệng này nè, gọi là chánh ngữ, nói cho đúng. Cái thân này là sống cho đúng, chánh mạng. Ai nhớ bát chánh đạo à? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy nè, giới là giữ cái miệng này, và giữ cái thân này cho nó trong sạch. Giới gồm có chánh ngữ, chánh mạng và chánh gì? Và chánh nghiệp. Ok. Còn định là chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Chánh niệm là giữ tỉnh giác hiện tiền, chánh định là đi vô 4 cái trạng thái của thiền ấy. Rồi chánh kiến là giới định tuệ, thì tuệ là chánh kiến và chánh tư duy. Như vậy mình thấy được giới định tuệ đó là toàn bộ chánh kiến, và mình thấy được khổ tập diệt đạo đó là do tuệ nó thấy chứ không phải do giới nó thấy. Và muốn có cái tuệ thì mình phải có cái định, muốn có cái định thì mình phải có cái giới. Như vậy là cái đạo mà thấy thẳng như cái ngứa đó mà không có gãi, mà thấy luôn cái ngứa nó vô thường, đó là do mình có cái định chứ không phải do giới. Cho nên giới là để giúp cho tuệ, định cũng giúp cho tuệ. Giữ giới với tu định mà không muốn có trí tuệ để giải thoát là giới đó trở thành giới căm thụ, giữ để nuôi cái bản ngã của mình, khoe mình dữ dỗi, ăn chay 10 năm chị mấy năm. Mình hỏi là mình muốn người ta nghe, mình muốn người ta nói cái điều mình chuẩn bị muốn nghe. Chị dỗi dữ 10 năm luôn, tôi ăn tháng ngày cũng được. Thì muốn mà nhìn thẳng vô cái ngứa mà không khó chịu, mình vẫn ngồi yên như vậy, vẫn ngứa. Sáng thầy đi xe, thầy ngồi trên cái xe với bạn thị giả của thầy. Đâu rồi? Đâu? Đây. Thầy ngồi đó mà không biết. Thầy đang giảng với bạn nghe cũng về vấn đề này, mà lúc đó cái chân thầy nó ngứa, ôi thầy nó ngứa luôn. Và thầy lấy ví dụ luôn là cái chân thầy bây giờ nó cực kỳ ngứa nè. Đúng đó, còn nhớ là cái chân trái này, ngay cái ngón áp út chân trái, đang giảng về nó mà cái chân nó cũng tự động nó ngứa giống như là bị cái gì vậy. Và con nói là bây giờ con không gãi này, và con biết chắc chắn một điều rằng rắn hết. Và ngay cái lúc đó mình coi cái định của mình cỡ nào. Mình biết là nó hết, nhưng mà mình có dày không? Nếu mà mình biết nó hết mà mình cố như thế này là biết cái định mình yếu, là do mình ngồi bên cạnh một người thôi. Chứ nếu không có người đó, gãi cho rồi cũng thẳng. Do mình tu với đại chúng thôi ha, chứ không tu với đại chúng là thôi mà cứ bỏ cái chân rồi ngồi thiền mà thiết. Gãi có tay có chân mà ngứa thì cứ gãi. Do mình ngồi với đại chúng, ngồi gồng mình nguyên một buổi, ngồi thiền gì ngồi thiền. Để coi thử mình cái gồng mình. Khi mình gồng mình á thì đó không phải là đạo đế đâu nha. Khi gồng mình là mình biết mình thiếu gì, mình thiếu cái định. Mình để có cái định đó thì trước là mình phải giữ giới. Giữ giới là làm gì? Mình phải biết mình giữ giới là mình làm gì chứ. Giữ giới là làm hai điều. Thứ nhất, đừng có, anh ghi gì? Thầy nói cái gì anh ghi? Thứ nhất là đừng có làm cho mình khổ. Đừng làm khổ mình. Thứ hai là đừng làm khổ người. Thì giữ giới là giữ vậy đó. Ví dụ nè, con giữ giới nha, con đi từ đây đến kia, thì bước chân của con từ đây đến đó có 5 bước, với nó có 3 cây gai, 2 con kiến. Giữ giới tức là con đi tránh 3 cây gai để khỏi làm khổ con, tránh 3 con kiến để khỏi làm khổ người. Vì sao? Vì con đẫm lên cây gai xong con ngồi thiền xuống. Thiền được không? Lúc đó lo mà nhổ cây gai ra chứ thiền gì. Rồi, làm khổ con là không thiền được rồi đó. Thân bất an, tâm loạn động số thiền. Rồi làm khổ người, đạp chết con kiến, có tội không? Chết con kiến với chết một con người có gì khác không? Hận thù là giống nhau nhé. Khi mình giết một chúng sinh, mình kết thúc mạng sống là năng lượng bất thiện của họ lúc nào cũng hướng tới mình không thấy thôi. Cho nên con người mà họ có tuệ giác á, bậc thánh hiền họ có thể thấy xung quanh một con người có cái năng lượng ánh sáng hay bóng tối đó. Nếu một con hổ thôi mà nó cũng thấy. Đi vô trong rừng hai người mà nó ăn người này, nó không ăn người kia, là bên người này có một luồng ánh sáng tương tự như cái loại vật chứ không có được sáng giống như cái người kia, mà nó thấy cái người kia là một cái loại ánh sáng đặc biệt, nó không có dám ăn bởi vì nó sợ. Các nhà khoa học Đức người ta phát hiện xung quanh một ngón tay là có một luồng năng lượng hào quang, chứ là hào quang của Đức Phật tỏa ra không phải là không có, chỉ có điều kẻ thanh nhàn thấy hào quang đó. Cho nên nhìn như một con người là mình biết người đó ở phía sau cái vía của họ có một cái loài nào đó kiếp trước họ đã từng đầu thai từ đây. Và bậc thánh nhân sẽ thấy điều đó. Ít nhất là mình tu thì mình sẽ thấy được kiếp trước vừa rồi của mình lại, thì mình mừng tu vững chãi, bởi vì cái nguyện lực của mình vừa chết ở kiếp trước nó tiếp tới cái này, mình phát hiện ra mình không có cái mục tiêu nào mà hơn cái mục tiêu. Nếu mình phát hiện ra kiếp trước mình lại, mình phát hiện ra là mình đi rất nhanh, rất mạnh và mình đi thắng, không có bị tản qua nhiều thứ tản mắt. Đừng có làm cho mình khổ về thân, về tâm, là giữ giới. Giới đó là Đức Phật nói nè: đừng có sát sanh, đừng có ăn cắp, đừng có làm này, đừng có làm kia. Đó là đừng có làm cho người khổ. Vì người khổ thì người để mình yên không? Không. Người khổ vì mình là mình không bao giờ yên. Cho nên bước thứ nhất là đừng có làm cho người khổ, đừng có làm. Bước thứ nhất là đừng có làm cho mình khổ, là bây giờ không có ai làm mình khổ hết, nhưng mà mình ngồi đây tối mình ngồi mình suy tư, cái mình nhớ những cái lời nói của mình thấy mình khó chịu, mình nặng nề trong lòng, cái mình nghĩ lại hồi hai tại sao mình nói câu đó, cái mình hối tiếc, mình khó chịu với mình. Khi mình ngồi xuống mình lấy cái suy nghĩ mình làm khổ mình thì trên thế gian này mình cần ai là kẻ thù của mình không? Khi mình ngồi xuống mình lấy cái suy tư mình làm khổ mình thì mình cần ai là kẻ thù trên thế gian này không? Cần không? Lúc đó ai là kẻ thù của mình? Suy nghĩ của mình. Suy nghĩ như là một lưỡi dao rất là bén, chặt được tất cả mọi thứ, nhưng nếu cái tay mình chưa có vững, mình cầm lên lưỡi dao thì nó chặt ai trước? Chặt cái tay mình trước. Như vậy là cầm lên cái lưỡi dao mà nó chặt cái tay mình trước là do cái tay mình thiếu gì? Thiếu định. Là mình suy nghĩ hoài, mình muốn dừng lại mà không được là do mình thiếu định. Tức là định tức là khả năng bật điện lên, thích thì dùng bật lên, thích thì tắt. Mình không có khả năng đó, mình bật lên nó để hoài. Và lúc mình cần ngủ ngủ không được, rồi lúc mình muốn bật nó lên thì nó không chịu bật cái chương trình mình muốn, mà nó chạy cái chương trình khác. Nó lộn biết cái trong này. Thì do mình thiếu định. Vậy nha, trong đạo khổ tập diệt đạo thì đạo đế tức là nhìn thẳng vào khổ đế. Con chỉ pháp hành cho đại chúng, chứ không phải đạo đế là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là phân tích ra dài dòng để chúng ta học pháp hành thôi. Còn vô pháp hành á, học pháp học thôi. Còn vô pháp hành á là đạo đế, tức là nhìn thẳng vào cái kết quả là khổ đế. Khi nhìn thẳng vào thì ta không còn thời gian để đi tạo ra cái nguyên nhân của đau khổ là tập đế. Bây giờ một cái ngứa nó xuất hiện thì rõ ràng là có một cái nhân trước đó. Bây giờ mình chú tâm vào cái ngứa và mình ở lại với cái ngứa thì thời gian đâu nữa mà mình đi tạo tác cái này cái kia cho cái ngứa nó tăng trưởng lên. Khi mình ở lại cái ngứa là bước thứ nhất là mình không có làm cho cái ngứa nó lớn lên người ta này. Và khi mình ở sâu vào cái mình thấy cái ngứa đó nó sinh nó diệt, nó vô thường. Khi không còn có cái nhân cái đó nữa là cái quả tự động nó diệt, là mình hiểu được cái ảo mộng của cái ngứa, mình giác ngộ nè. Hiểu cái này chứ? Đó là đạo đế. Và cái đạo đế đó nó được phân tích ra là nó có giới, có định, có tuệ trong đó. Vậy thì mình phải đi từng bước. Nếu mình nhìn thẳng dục ngứa không được, mình nhìn mà nó cứ như vậy miết, nó ngứa mà cứ như vậy miết, nó đòi gãi miết, nó khó chịu miết. Và may là có đại chúng ở chung mà có thầy quan sát, cho nên nó cố tình nó ngồi nó lướt qua được. Còn nếu không ở một mình nó sẽ gãy lập tức. Nếu mà ở với con người mà nó chưa bao giờ gặp, nó cẩn thận, nó thương người đó, nhưng mà nó chưa có được sở hữu người đó, nó mới đến người đó, nó có cái cảm giác là nó rất vững chãi, nó rất bình yên, nó có thể vượt qua tất cả những cái vấn đề cá nhân của nó có cái bản lĩnh mạnh mẽ nội tại của nó. Nhưng mà tới chừng về rồi, ở với nhau quen thuộc rồi, tự động một chút nhỏ nó cũng phản ứng luôn. Có từng vậy không? Rõ ràng là chúng ta đối xử với người lạ làm sao? Rất là cẩn thận và chu đáo. Cho nên ta ở với nhau nè, tự động ta rất là cẩn thận, chu đáo, ta có một cái năng lượng ủng hộ, yểm trợ cho nhau, nó khiến ta mạnh mẽ là người ta ngồi được. Tại sao ta ngồi không được? Cái ngứa nó là gì chứ? Nhưng mà mình ngồi một mình, lập tức có bao nhiêu có năng lượng oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Khi mình tu là bắt đầu mình không thấy mình không biết thì mình nói mình không thấy mình không biết. Còn mình không thấy mình không biết mà mình nói có không không là mình nói càng. Cho nên đạo đế là con đường duy nhất để chấm dứt cái tập đế bằng cách nhìn thẳng vào khổ đế. Chốt một câu nữa này nhé, để chúng nhớ một câu là hành. Đạo đế là con đường duy nhất để diệt cái tập đế bằng cách nhìn thẳng vào khổ đế. Thì không có khổ đế, đạo đế làm ăn gì được không? Không có khổ đế, đạo đế làm ăn gì được không? Không. Không có đống phân mà làm sao, không có đống phân trâu, không có đống phân trâu làm sao mà trồng hoa nhài được nè. Không có buồn làm sao mà trồng sen. Không có cái ngứa đó làm sao mà mình ngồi xuống mà mình thấy được nó vô thường, phải không? Cho nên hãy ngồi thiền xuống là nhìn thẳng vô cái ngứa, là cách nhanh nhất để chấm dứt cái nguyên nhân của cái ngứa. Là hồi nãy giờ đi dạo ngoài kia, phải không nào? Vậy nhé, đạo đế là cách nhanh nhất để diệt cái tập đế, là nguyên nhân của khổ đế bằng nhìn thẳng vô khổ đế. Đó. Chứ không có thích hay không thích gì với cái khổ đế là tập đế hết. Tập đế là gì? Là thích hay không thích cái khổ đế. Ở trong khổ mà thích là vô lý. Vô lý không? Thích đóng phân trâu vô lý không? Vô lý. Ở trong khổ mà không thích cũng vô lý. Bởi vì đóng phân trâu thì mình có mang về nhà, đóng phân trâu để mà mình nói là nó thế này, nó thế kia. Bởi vì nó không phải của mình, nó là cái thứ mà mình không có muốn lấy về, mà mình tranh hơn thua, mình bực bội với nó thì hữu lý hay vô lý? Vô lý. Thích cái khổ cũng vô lý, mà không thích cái khổ càng vô lý. Và thích hay không thích ở trong cái khổ thì đó gọi là tập đế. Thì tập đế thích hay không thích đó, nó sẽ tạo ra tiếp tục cái khổ đế nữa. Bây giờ không thích cái ngứa thì đó là sân. Cái ngứa là biểu hiện để cho mình thấy nó vô thượng. Mình không thấy nó thì thôi, đừng này mình lấy nó làm cái nhân cho mình khổ tiếp bằng cách mình tạo ra cái nghiệp ác, ngồi để sân bực bội. Vậy là một cái khổ đế nó tạo ra cái tập đế nữa, là làm cho mình tạo nghiệp ác sân, thấy không? Mình ở với người ta là để mình chấm dứt nghiệp của họ đã vay trả từ kiếp trước. Nếu mình không chấm dứt nghiệp thì đừng có tạo tác nghiệp lực với người ta nữa. Nhưng người ta nói thì mình nhịn đi. Mình không nhịn mà mình nói lại, tức là mình tạo ra, mình ở trong khổ đế mà mình không thích cái khổ đế, mình tạo tiếp cái gì? Tập đế. Hiểu không? Rồi mình ở với cái người đó cũng là duyên nợ với mình, mà họ tuyệt vời quá, cái mình đắm chìm vào trong họ thì mình thích họ đó. Kể giống như Sĩ Đạt Ta với Gia Du Đà La, bao nhiêu kiếp? 500 kiếp. Khi họ biết đời sống này là thực sự khổ đế rồi thì những gì họ nói, những gì họ làm, những gì họ suy tư là để diệt cái tập đế bằng cách lấy cái đạo đế nhìn thẳng vô cái khổ đế. Hồi nãy giờ con cứ nói đế hoài hả? Nhưng mình rất sâu sắc ở trên một cái ngứa thôi. Lấy cái đạo nhìn vô cái ngứa, thấy nó vô thường, hiểu nó ảo mộng, là mình chấm dứt được cái khổ đế. Và cái nguyên nhân của nó là tập đế. Thì cái khi mà cái nguyên nhân của tập đế mà chấm dứt á, thì cái đó gọi là diệt đế. Và diệt đế là kết quả do mình sử dụng cái đạo đế, mình nhìn vô cái khổ đế, chứ không phải mình có được, mình tu được. Diệt đế không phải do tu mà được. Nếu tu mà được ấy thì mỗi người tu mỗi khác, diệt đế mỗi người mỗi khác, niết bàn mỗi người mỗi khác, mỗi Phật mỗi khác, mỗi Bồ Tát mỗi khác. Không phải túc nghiệp lên bác sĩ là ai cũng có cái bằng giống nhau vậy. Phật tức là một cái đẳng cấp tốt nghiệp toàn giác, mà hễ ai lên toàn giác Phật đều giống nhau. Như vậy á, mình không thể tu cái diệt đế, mình chỉ có thể tu cái khổ đế, chứ mình không có thể tu cái đạo đế. Bây giờ khổ đế nó giúp cho mình lấy cái đạo đế nhìn thẳng vô nó và mình hiểu được bản chất thật của đạo. Của khổ đế là ảo mộng, mình chỉ tu với khổ đế, tức là mình đừng có bỏ cái khổ đi. Tóm lại hồi nãy giờ nói, chỉ cần thấy cái khổ đế, thấy cho rõ cái khổ đế là thấy ba cái đế còn lại. Mình khỏi cần đi tìm cái khổ. Mình nói như vậy, cái khổ nó là món quà của thế gian, đúng, nhưng mà khỏi cần đi tìm nó, khỏi cần tạo ra cái khổ là làm cho mình khổ hay làm cho người khổ. Như vậy là khó lắm, bởi vì cái khổ nó vốn đủ cho mình ngồi xuống là cái tâm nó đủ loạn rồi. Và hãy nhìn vô cái loạn đó. Ok, một, cái thân này mà ngồi xuống nó ngứa nó đau, nhìn thẳng vô nó. Nhìn không được là biết mình phải tu cái này. Con sẽ nói cái đó sau. Khi cái tâm nó quá loạn, hãy nhìn thẳng vô đó. Nhìn mà không được, hãy tu cái này. Con sẽ nói cái đó sau. Không mấy ai mà nhìn thẳng vô cái ngứa mà không gãi đâu. Không mấy ai mà nhìn thẳng vô cơn sân mà không nói lại đâu. Không có mấy ai mà nó ngon quá mà không đưa cái đũa gấp đâu. Thiệt mà. Không thấy ai nó đẹp quá mà không lấy cái bức hình lên chụp đâu. Cưỡng không được, bởi vì không có cái định.